Còn chim săn mồi nuôi ngay bên cạnh cái lồng AV đây, thằng nào chả thấy chim nó hót gì cả. Đây các bác cũng lâu lắm rồi không về quê. Hôm nay về quê em mới quay cái AV này cho các bác xem một chút. Con chim chim khuyên này nó đang nhớ lắm các bác. Chim khuyên này rất nhớ mình nhá. Bọn này khi nào về nó vẫn nhớ mình lắm này. AV chưa hoàn thiện đâu các bác nhá. Này các bạn là thằng em ở nhà nó đang bận quá. Nó đang bận cái trại dế đằng sau quá. Em thì em lâu lâu mới về được, chưa hoàn thiện được cái khuôn viên ở dưới này các bác này. Mới bỏ tạm vào mấy cái cây thôi. Con này đang nhớ mình này. Chăm nó từ lúc nó còn bé tí các bác. À, bây giờ nó còn nhớ mình. Đấy, mấy con khuyên này nó nhớ mình lắm, nó tập trung hết lại đây rồi. Con này đẹp các bác này, con này đẹp này. Con này hôm trước là ra một lần này. Ra một lần hót trên cây, in lên này, kêu trên cây này. Con này nhìn nó vàng hơn các bác. Nó vàng hơn con bình thường một chút. Thôi, ăn ăn dế không? Lấy cho ăn dế nha. Dế là to không biết nó ăn được không các bác. Rồi, không còn dễ luôn. Lên cây ăn luôn các bạn. Hay máu phết. Rồi rồi. Được con dế công ăn luôn. Đấy, cho con dế tranh nhau. Tranh nhau luôn các bạn. Đấy, đang xuống dưới đất tranh nhau luôn này. Ôi, 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 chạy nhau đấy. Chạy nhau ăn dế rồi. À, để em ra ngoài chuồng dế bắt cho nó một ít cái dế. Cái dế lỡ em thả ra cho nó ăn cho nó sướng. Đợi tí nha, anh đi bắt dế mà ăn. Cái gì chứ được cái dế thì nó sẵn đó các bạn. Chạm này, cho chậu này nó phải nhảy đi. Được cái có cái AV mà có dế này mà có cái AV nó hợp lý. Em ra sổ ít cái dế nó nhỏ nhỏ chút. Vừa mấy con chim khuyên nó ăn. Mấy kia to quá nó tranh nhau. Nè. Ừ. Chỗ này hợp lý đấy. Chỗ này hợp lý các bạn. Được cái nuôi AV chim cháo gì ngoài cái điều kiện đâu á, dế sẵn này một phát. À, thấy được không? Đấy các bạn, tiện lắm. Thưa các bác, bây giờ em sẽ gọi rồi chim đến cho nó ăn nữa các bác nhá. Dế đây rồi. Nhiều lắm. Này cho màu này anh em.
Đây các bạn này, đấy con chim khuyên này, chim khuyên nó thích ăn dế đó các bác nhá. Ăn sâu đôi khi nó không thích được, em sẽ cho dế ăn kinh lắm. Được rồi, một con nữa rồi. Xuống mà ăn không đút đâu nha. Lì nhỉ, thôi đút ăn. Con này bay lại ngay. Mổ đi, mổ đi, không chạy mất nữa. Dế toàn dế con mềm thế này các bạn. Phín. Rồi, thì lại lên cây. Cái này em nuôi cả hai anh chồng màu bông bố mẹ rồi đây các bác này. Mà có khi đang tính là bắt ra các bạn. Em nuôi avi, em nuôi cảnh thì em cũng không quan trọng nó hot ấy đâu. Em nuôi cảnh yếu là bảo tồn chim là chính thôi. Bây giờ về đến quê ban ngày thì người ta bắn, ban đêm thì người ta đi, ban đêm người ta bắn, ban ngày người ta đi bẫy các bạn. Nên là hết chim mất rồi. Em vẫn bảo tồn là ít nghe tiếng chim nó hót chứ. Mà hai con chim chào bông này nó ghê lắm này, nó đánh. Hôm vừa rồi em chưa kịp về thằng em ở nhà thấy nó đánh hai con chào màu đen các bạn. Nó ôm đánh rơi đất. Là chết với hai con chào màu đen rồi. Nên em tính bắt ra mà hôm qua không bắt được. Bởi tối vào nó bay loạn hết cả lên, nó bay lên trên đậu, để chịu. Thì đang tính là phải bắt nó ra làm một cái chuồng khác để nhốt đôi nó vào được các bạn. Không cái đôi này nó, cái đôi này nó mất dạy lắm, nó toàn đánh chim khác nữa. Ui giời. Thôi để nhảy mất rồi, ăn chui xuống lỗ mất rồi. Còn chim này bay sang là phải bập ngay chứ. Đấy bác mới cho màu như kiền kiền mà chưa thấy lông này. Lông đâu thế. Nó mất rồi. Chán dế còn đâu nữa con này. Vào cái bàn nữa. Dế đấy ăn lên chứ nè. Con con mổ con kia chả biết tên chưa để ăn qua nữa. Mà không hiểu sao hai con bông nó đánh đúng hai con trống các bạn, đánh chết với hai con trống ở đâu đó. Có 6 con mà đánh hai con trống, hai con đang ra mí lửa đỏ rồi, hai con trống luôn. Chắc nó thấy con trống này nó mới đánh. Con mái yếu nó lại không đánh. Con kia đánh lại nó mới đánh nha. À, đây. Chạy luôn, gắp lên cây chạy luôn các bạn. Thấy dế mà còn sợ. Làm đi. Con bông kia cũng làm một con à. Con bông đấy là con bông non nuôi lên đấy các bác. Con của hai con bố mẹ kia. Đấy. Con của hai con đấy các bác. Mà hai con bố mẹ nó hùng nó đánh mấy con chim nhà màu mũ này này.
đánh chết mất hai con rồi nên chắc là em sẽ bỏ nó đi thôi. Nuôi ghép riêng nó ra không cho vào đây nữa. Chỗ em có 6 con lại mũ này, nó đánh chết mất hai con đang trên miếng lửa đỏ rồi. Mà hai con trống luôn thì phải. Hai con trống nữa mọi khi là mới lớn lên thôi nhưng mình nghe nó kêu cái giọng nó là rất rất khét rồi. Mình rất tiếc là nó đánh nhau là chết mất rồi. Ăn nhanh kịp. À, con này cứ mổ chết xong vứt đấy, thấy con khác đang bò lại mổ. Gấp lại chạy rồi. Mấy khuyên này nhìn thích quá các bạn. Em nhìn trước em cũng chả nuôi chung khuyên bây giờ đâu. Nhưng nhìn nó nhỏ nhỏ đáng yêu, nuôi này nó đẹp quá này. Nó ăn no đấy, mỗi con cho một hai con dế phát ăn no lên lên nằm nó ăn dìa lông dìa cánh quá. Đấy, nói chung là cái happy này em làm đây chủ yếu là thứ nhất là bảo tồn chim các bác ạ. Về quê em bây giờ để nghe được một tiếng chim chào mào hót này cực kỳ khó luôn. Mùa hè năm nay em chưa nghe một tiếng con chào mào nó hót ở quê luôn. Ngày đêm bắn tối, ngày bẫy đêm bắn thì cũng thật sự là không còn chim các bác ạ. Làm này thứ nhất là để bảo tồn lấy tiếng chim hót này, thứ hai là để cho bố ở nhà chơi các bác ạ. Bố ở nhà bố trà thuốc nước để thư giãn, để trà cho chim ăn chim uống đấy các bác. Nhưng mà chưa hoàn thiện được cái phần này đâu các bác ạ. Phần này mình tự làm thôi chứ mình cũng không thuê thợ đấy gì cả, mình cứ túc tắc mình làm thôi. Hôm nay em cũng quay qua một chút, các bác nào cũng sở thích đam mê thì có gì thì các bác cứ inbox hỏi em nhé. Anh em đam mê trao đổi. Đấy, thôi em quay thế thôi. Cảm ơn các bác đã xem video nhé.